Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News, vậy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Mới đây trên trang cá nhân của mình thì nghệ sĩ Đại Nghĩa vừa chia sẻ một dòng trạng thái dài về vấn đề một số nghệ sĩ mới nổi có tiếng tăm một chút đã chèn ép đàn em. Cụ thể thì nam diễn viên này cho rằng ai cũng khổ cực và vất vả từ những ngày đầu mới bước chân vào nghề, vậy nên hãy biết thông cảm cho nhau. Chia sẻ này của Đại Nghĩa thì ngay lập tức đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp như Thu Trang hay Hứa Minh Đạt. Cụ thể thì Đại Nghĩa đã chia sẻ rằng khi có vị trí một chút thì hãy dùng những điều đó để hướng dẫn, thậm chí la mắng nhưng bằng sự tôn trọng để hậu bối tốt hơn, chứ không phải là kèn cựa, hở một chút là ra vẻ thị uy. Đại Nghĩa khẳng định rằng phải biết cách cư xử vì không ai biết một ngày nào đó, khi đến thời thì thế hệ đàn em sẽ thăng hạng và nhìn lại mình với thái độ như thế nào. Không nói đích danh một cá nhân nào, thế nhưng Đại Nghĩa khẳng định lên tiếng để một vài người thấy được mà bình tĩnh hơn trong cách đối xử với người khác. Chia sẻ của Đại Nghĩa đã nhanh chóng thu hút và nhận được sự đồng tình của đông đảo anh chị em nghệ sĩ như Thu Trang, Hứa Minh Đạt hay Nguyên Khang. Nguyên văn chia sẻ của nghệ sĩ Đại Nghĩa như sau: "Mấy em ơi, chỗ anh em đồng nghiệp anh nói nghe nè, chúng ta làm cái nghề này rất vất vả để có được một chỗ đứng nào đó. Dù là cái chỗ nhỏ xíu vừa đủ bàn chân thì chúng ta cũng phải trải qua rất nhiều khổ cực, đắng cay và tủi nhục nữa. Vì vậy khi đã có chỗ đứng rồi thì mình phải biết thương mấy đứa em nhỏ hơn mình đang chơi vơi, đang tìm chỗ để bấu víu. Mấy đứa nó nhỏ, nó mới vô nghề nên đương nhiên cái nghề nó sẽ không bằng mình. Nếu có dở mình chỉ dạy nó, hoặc có thể mình la nó với sự chân thành để nó tốt hơn. Làm vậy tụi nhỏ nó sẽ nể và kính trọng, thậm chí mang ơn mình nữa kìa. Ngay cả thái độ và đạo đức làm nghề thì mình là anh chị, mình càng phải làm gương cho tụi nhỏ nói theo. Nếu mình sai thì mình phải dám nhận lỗi chứ không phải nghĩ mình lớn rồi mình có quyền sai. Còn tụi nhỏ vừa phạm một chút gì đó thì hăm dọa, đòi đuổi đòi cắt vai này kia. Tụi nó còn nhỏ, nói vậy tụi nó sợ, tội nghiệp lắm. Hãy nghĩ lại ngày lúc đầu mình mới bước chân vô nghề, mình đã từng gặp những chuyện ngang trái như vậy như thế nào. Lúc đó cảm giác của mình buồn tủi và uất ức ra sao. Hãy nhớ điều đó để mình đừng làm vậy với mấy đứa nhỏ sau này mới phải chứ. Mấy đứa nhỏ nó bị ép, nó không dám nói nhưng chắc chắn sự tôn trọng mà nó dành cho mình sẽ không còn nữa. Không phải là tất cả nhưng vẫn có một số em đang như vậy. Nên anh nhắc nhẹ cho các em bình tĩnh lại một chút mà làm nghề cho tốt hơn các em nhé. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về dòng chia sẻ của nghệ sĩ Đại Nghĩa thì đừng quên comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.